Mận ơi! Ủa? Nó mất tiêu rồi. Biểu chờ chung để đi coi cải lương, vậy mà cũng đi trước à. Hai cái con nhỏ này ghiền cải lương hơn má của mình nữa. Nói vậy chứ mình cũng ghiền cải lương thấy mồ tổ. Nghe nói có cánh hát gì là Mận ăn không có được gì giáo trơn giáo trọi á. Ăn cơm chưa kịp rửa chén là lật đật thay đồ giống liền. Đi sớm đang coi mặt nghệ sĩ tính giao. Út mớm, út mớm. Ủa, anh Tư Dê. Trời đất quỷ thần ơi, tôi tên là Tư Dê. Mà mỗi lần gặp Út kêu Út kêu tôi Tư Dê hoài là sao? Tôi biết anh là Tư Dê rồi, tại tôi nói chữ E giờ không được chứ bộ. Trời ơi, chắc vì này tôi phải nấu chè, tôi đổi tên quá à. Khi nào đổi tên cho tôi hay nha, thôi tôi đi nha anh Tư Dê. À, chưa, tôi chưa nói xong mà. Tối nay bên đình nghe nói có đòn cải lương, vậy anh đến ngay bây giờ mua vé để ngồi chung. Với ai anh ngồi, ai hứa ngồi chung đó? Ngoài em chứ ai bây giờ? May quá của trời cho. Cũng ngay bên đình vô khối hàng ăn uống, vậy xem hát xong khi về ta ghé hàng thật ngon. Có hay ho gì coi hát rồi ăn uống, mời ai thường nghe cô bác gần xa luôn miệng khen cô là đầm thắm nết na thiệt thà chân chất. Tôi thử bụng cô thôi chứ phải đâu, tôi chẳng đường đón ngó bài chuyện gió trăng mà cô dân cô. Hỏi hết bà con coi, người như tôi trong sớm có ai bằng. Mới vũ dê võ vàng mà còn chối nữa, không đón ngõ chặn đường sao không chắn da. Để tôi đi, chiều nào giờ đi coi hát tôi cũng đứng cạnh bên nè. Mà phải công nhận nhìn trong miệng bóm bóm có duyên. Hết biết luôn vậy à. Nên tôi đứng chờ đi một lượt cho vui, rồi cắt nghĩa tích tuột cho cô thông cô hiểu. Tuần này tôi thuộc rồi, cảm ơn anh Tư Dê nghe. Em ơi bấy lâu hai đứa mình chung già, quanh đây thiếu gì là gái đẹp mở lời. Thờ hỏi ai muốn anh mời đi coi hát. Anh không muốn em luôn cứ hạ mình cho lắm. Đẹp nào hơn nết na với nụ cười duyên ngần. Duyên hay nết na không có nhầm gì đâu. Đợi trong người hữu duyên, còn tôi vô duyên nên đối diện bất tương phùng. Con gái nhà quê đâu dám nghĩ xa vời. Má tôi dặn rồi, đừng có nghe lời vũ dê mời mọc. Ngọt mật chết vùi chốt lưỡi đầu. Không phải vậy đâu, tôi nghe ba má của Út kể lại á, hồi đó đó hai người quen nhau cũng từ những buổi cúng đình, rồi họ về chung lối. Mình quen nhau từ hồi còn để chôm, không lẽ em còn nghi ngại tấm lòng anh. Trời ơi, mới kêu người ta bằng cô, giờ kêu bằng em ngọt xớt vậy trời. Cái mẹ
miệng dẻo đeo vậy mà nói người ta đừng có sợ. Trời ơi, đó giờ tôi có gạt gẫm ai đâu mà Út sợ. Thì tại Út khờ nhất xóm cho nên Út mới sợ. Không phải khờ đâu, mà Út thiệt thà, Út hiền hậu nè. Tôi đừng có khen nịnh nữa anh Tư Dê ơi. Anh có khen tới sáng á, Út cũng không có thèm đi coi cải lương với anh đâu. Sao anh về vậy? Đi. Nhưng mà tôi muốn nói là... Để cho Út đi mà. Chưa nói hết. Thấy em lo làm, không có giờ nghỉ ngơi. Mời em tối nay qua đình coi hát lễ giải khuây. Mới nghe câu được, ăn nói gì như chớp. Hỏi mẹ nếu cho thưa thầy, không biết hỏi thì thôi. Trong không thôi chài, trai gái mà chung giái. Tường cao qua đai hai dòng. Đâu khác lừa gần. Thì vậy đó, Út sợ Út lo, cái câu lửa gần dơm dèm pha của thiên hạ. Sao anh không tới nhà em xin phép cùng ba má, để cô bác gần xa không dị nghị. Mình con hiếu đạo làm người. Anh đi coi hoài, sao anh học chịu học. Cứ âu ơ dí dầu quá rồi, rồi hờn chắc người ta. Nếu Út gật đầu thì anh xin phép mai ba. Lòng chân thật anh đâu nhảy gì tôi. Lắc giọng đông đưa nghe vài câu giống cổ, nhắc chuyện ngày xưa ba má sẽ vui cười. Anh siêng năng giỏi văn trên vườn thấp đồng sâu, ai cũng khen hết lời. Ba má em nói dồi, tàu thấy thằng Tư Dê không có chỗ nào chê. Trời đất ơi, từ đầu trên xuống dưới bà con ai cũng nói y thân vậy đó. Họ còn nói mình vừa đôi xưa vô cùng. Vậy thì kẻ trước người sau cách nhau ba thước. Chữ vậy để tránh cái câu lửa bén gần mai đây gió bất thổi dồn chiếu chăng đâu ấm bằng có chồng cạnh. Hân hoan chào đón tất cả quý vị các bạn đang đến với chương trình Giọt Nắng Phù Sa do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Đài Nam thực hiện. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 từ nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị khán giả hai vị khách mời của chương trình Giọt Nắng Phù Sa hôm nay: nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao và nghệ sĩ Như Huỳnh. Vâng, thưa anh Tấn Giao với chị Như Quỳnh, qua một cái tiết mục vô cùng là dễ thương vừa rồi thì chắc có lẽ là hai vị khách mời chúng ta sẽ có thêm hai tên mới nữa. Út Móm thấy cũng dễ thương ha, nhưng mà Tư Dê nghe kỳ kỳ. Ví dụ như là anh Tấn Giao gặp một khán giả ngoài đường đi, trả lại nó anh Tấn Giao, Tư Dê. Lúc đó phản ứng làm sao anh? Ấn tượng. Thật ra thì cái bài hát vừa rồi là cũng chưa có đúng Dê lắm đâu. Đúng ra thì mới có Tư Dê thôi. Nếu mà Cường nói như vậy, ở ngoài đời là Tấn Giao phải 5 dê, 6 dê, 7 dê, 8 dê, thậm chí tới 10 dê lận. Có nghĩa là vô giai này rất là hợp đúng không anh? Mà chưa thể hiện đúng đẳng cấp 10 dê của anh nữa. Này mới Tư Dê thôi, ở ngoài tới 10 lận. Ở ngoài tới 10 lận? Ừ. Nhưng mà trên sân khấu thì anh có khi nào anh vận dụng cả 10 dê này vô cái giai nào không? Thỉnh thoảng cũng có à. Giai nhưng nào mà lâu không? Lắm mới được. Chứ còn bình thường ít lắm. Tự nhiên mặt anh làm như đạo diễn không thương hay sao á. Đưa mấy giai hiền không à, dê dê đẩy cho người khác không à. Trời không có sử dụng hết cái tài năng của mình.
Em thấy thì anh Tấn Giao và Như Huỳnh thì thường hình như là cũng ít khi diễn chung với nhau. Nhưng mà xét về tuổi đời và tuổi nghề thì nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao thuộc thế hệ đàn anh của nghệ sĩ Như Huỳnh. Nhưng mà hôm nay thì qua tiết mục này thì mọi người xem có vẻ là hai người kết hợp diễn cũng rất là ăn ý. Thì không biết là sắp tới đây là có thường diễn chung với nhau không? Hay là thời gian qua đã từng biểu diễn những tiết mục gì rồi? Dạ... như chị Trân nói thì Như Quỳnh thuộc nghệ sĩ đàn em của nghệ sĩ Tấn Giao. Nhưng mà Quỳnh cũng có cái duyên may là được tham gia nhiều với những nghệ sĩ đàn anh, trong đó có nghệ sĩ Tấn Giao. Thì nói gì thôi chứ cũng anh em cũng diễn chung với nhau nhiều. Có lúc thì người yêu, có lúc cũng là cha con. Dạ. Nhưng mà ở anh Tấn Giao, Như Quỳnh rất quý anh một điều là anh rất là nhiệt tình. Ví dụ như em Út mà có những vai diễn gì mà chưa diễn, anh thấy là chưa có đạt á, thì anh là song sáo liền, anh chỉ liền, chứ anh không có ngần ngại gì hết. Dạ, có nghĩa là Như Quỳnh quý anh Tấn Giao là chỉ vì anh nhiệt tình thôi. Dạ không chứ, có. Chứ mỗi lần mà Cường mà hỏi mấy người tham gia chương trình đó là tại sao mà yêu mến anh Tấn Giao, vậy anh ta nói là anh đẹp trai. Anh đẹp trai, đẹp trai hả? Đẹp trai có không quý vị? Chứ em thấy anh Cường đẹp trai đó. Chính vì vậy mà do đẹp trai, do hát hay, thế nên ảnh là vô mấy cái vai kép mùi với lại kép đẹp không à. Nhưng mà thời gian gần đây thì em thấy anh bắt đầu là chuyển qua để những cái vai mà kép lẳng mà để cho thể hiện đúng cái 10 dê của anh đó anh. Vậy thì lát nữa đây mà ở phần cuối chương trình anh sẽ thể hiện như thế nào trong phần tỏa sáng cùng nghệ sĩ với lại những người tham gia chương trình ngày hôm nay? Trước tiên thì xin cảm ơn em gái. Hôm nay là có lẽ là thuận tiện cái chương trình này em mới ca ngợi anh. Em mới cảm ơn anh. Mà không có thật lòng hay không đâu. Thì anh cũng cảm ơn em. Không thật lòng. Kính thưa quý vị thì Tấn Giao là một nghệ sĩ thì phải nói là khi mà vào vai diễn thì mình phải đầu tư hết mình. Mình phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt, thậm chí cả những giọt máu nữa để hoàn thành tiết mục cũng như là hoàn thành cái vở diễn để đem đến cho công chúng những người khán giả đón nhận một cách hết sức là nhiệt tình cũng như là cảm nhận cái vai diễn của mình trong cái vở đó. Nhưng mà trong đêm nay thì Tấn Giao thì chỉ là một người đứng ra coi như là hỗ trợ tinh thần thôi, hỗ trợ tinh thần cho các bạn ở đây. Hy vọng rằng là đêm nay các bạn sẽ là những người đạt được những cái gì mà yêu quý nhất, giải thưởng cao quý nhất trong chương trình đêm nay. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những lời chia sẻ hết sức là chân tình của nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao. Và xin được cảm ơn cuộc trò chuyện này. Bây giờ thì xin mời cả hai nghệ sĩ chúng ta về phía ban cố vấn để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt ngày hôm nay, tìm ra hai gương mặt xuất sắc nhất để cùng hai nghệ sĩ khách mời tỏa sáng. Xin được mời. Xin cảm ơn. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu hai vị cố vấn còn lại trong ban cố vấn. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Kiều Tấn, trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được giới thiệu nhà báo đạo diễn Thanh Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ba người tham gia trong chương trình ngày hôm nay để xem là họ sẽ thể hiện như thế nào trên sân khấu của Giọt Nắng Phù Sa. Xin được chào đón anh Nguyễn Đức Thắng đến từ quận 9. Xin được chào đón chị Huỳnh Thị Thu Vân đến từ tỉnh Đồng Nai. Và xin được giới thiệu anh Trần Châu Tuấn đến từ tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho cả ba người tham gia trong chương trình ngày hôm nay để cho họ có đầy đủ tự tin cũng như là tất cả niềm may mắn để có thể thể hiện thật tốt trong chương trình Giọt Nắng Phù Sa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi đến với vòng thử làm nghệ sĩ, chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức một sáng tác mới của nhạc sĩ Kiều Tấn, ca khúc Ngày Xưa Có Mẹ, qua phần trình bày của hai ca sĩ Xuân Trường và Duyên Quỳnh cùng phần minh họa của nhóm múa Phương Việt. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
ngày em sợ anh ba, mẹ đã thành hiển nhiên như đất trời, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Mẹ là người đã cho con cái tên riêng, từ trước cả khi con biết bật lên tiếng mẹ, tiếng gọi mẹ mà từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều. Cảm ơn ca sĩ Xuân Trường, Dương Quỳnh và nhóm múa Phương Việt đã mang đến cho chương trình Giọt Nắng Phù Sa ngày hôm nay một ca khúc đầy tình cảm, Ngày Xưa Có Mẹ. Đây là một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Kiều Tấn, phổ từ một bài thơ vô cùng nổi tiếng của nhà thơ Thanh Nguyên. Và chúng ta hãy cùng dành cho bài thơ và ca khúc này một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa, thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người tham gia chương trình đầu tiên qua đoạn phim ngắn sau.
Chị ơi, cho tôi hỏi thăm ạ. Dạ, có chuyện chi không anh? Chị cho tôi hỏi mấy chiếc đồ ngoài kia là của ai vậy? Dạ, là của tôi đó anh. Mà có chuyện chi không vậy anh? À, tôi định thêm một chiếc có được không ạ? Dạ, để làm gì vậy anh? Tôi định thêm một chiếc để đi vòng vòng đi thôi ạ. Dạ, dạ được, xuồng ở ngoài, anh chọn chiếc nào anh cứ lấy. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ, không có chi ạ. Chiếu cà mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Xin chào quý vị khán giả tỉnh Cà Mau. Ngày xưa anh chàng bán chiếu bị thất tình cho nên không bán chiếu nữa. Còn tôi bây giờ dạch chiếu chẳng ai mua cho nên lên Sài Gòn làm công nhân điện tử. Ở thành phố thì nhớ quê lắm. Mỗi chiều cuối tuần thì tôi lại tìm đến con đò bến nước để cho đỡ nhớ quê. Xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Quý vị có thấy người Cà Mau dễ thương không ạ? Anh Nguyễn Đức Thắng là một người con của đất Cà Mau và lên trên Sài Gòn để trở thành một công nhân điện tử và nhớ quê quá nên ảnh thuê xuồng để đi vòng vòng mà đi vòng tới vòng lui sau tới chương trình Giọt Nắng Phù Sa luôn rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng dành cho ảnh một tràng pháo tay thật lớn để mời ảnh ra sân khấu với bài ca Cây Bàn Côn Đảo tác giả Dạ Quang, và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho anh Nguyễn Đức Thắng. Bác Tôn ơi, hôm nay con về thăm Côn Đảo. Đứng dưới gốc cây bàng khi chiều xuống rừng rừng. Biển bờ xa con sóng nổi ngập ngừng. Chiều bình rình làm rơi từng giọt nắng. Thì thầm mẹ trong gió lá bàn rơi, lá bàn rơi, lá rơi. Lạnh án khổ sai không có ngày về xứ. Người vẫn ung dung ngồi trồng cây cho cây bám đất như giữ chặt niềm tin khi dần nước chưa thành. Tù nhân nước chẳng trong lành, cổ khô đắng cơn khát thèm vật vã. Bác ngâm môi dành tưới cho cây Côn Đảo xa trong nắng gió vàng dày. Cây bám đất theo dòng đời đứng thẳng hơn 60 mùa lận đận. Lá bàn rơi con
dòng đời chảy vào đường nhớ. Côn đảo giữa trưa mặt trời dồn sức nóng, dãy nhà lao thành những lò thiêu. Gió tháng ba xô lửa vào vách núi, cây bàng sơ rơ lá đỏ buông thành. Đôi mắt bác cuồng yêu nghe sóng dội bên gần. Người sắp chết khóc người đã chết, sao xác hàng những bài ca đắng xương khô. Côn đảo xé lòng nén những cơn đau, đang kiệt sức liệm dần trong hơi nông. Một áng mây bồng bềnh trôi trên sông, mưa mưa đã về đôi mắt bác cũng đầy mưa. Được chúc mừng anh Đức Thắng vừa hoàn tất hai câu vọng cổ của mình. Và bây giờ xin mời anh cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban cố vấn. Xin mời ban cố vấn. Chúc mừng Đồng Hương. Hay quá Đồng Hương ơi. Đồng Hương mạnh dạn hơn Quỳnh ngày xưa nhiều. Giọng hát của bạn êm, ngọt ngào truyền cảm. Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Tôi muốn hỏi bạn Thắng, trước khi lên thành phố để trở thành một công dân điện tử thì bạn có tham gia đơn ca tài tử ở địa phương không? Ở cái nước Cà Mau? Dạ có. Ai là người đã dạy cho bạn ca theo nhịp đàn? Dạ người đầu tiên dạy là thầy Minh Đăng. Rồi bạn tham gia ở đó bao nhiêu lâu và có đi tham gia biểu diễn hay là đi tham gia giao lưu với các câu lạc bộ khác của địa phương không? Dạ thỉnh thoảng có, trong thời gian đi học cũng có tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường. Cho nên thấy rằng bạn rất là tự tin khi đến với cái tiết mục vừa rồi. Nhưng mà Thanh Hiệp chỉ muốn góp ý với bạn một điều như thế này. Cái cách mà bạn sắp câu chữ để mà đi vào khuôn của cái bài giọng cổ thì cần phải mướt hơn. Nghe vẫn còn những cái lận khận ở trong cái cách ca, và người ta cảm thấy rằng không có cái sự thuyết phục để nó có thể truyền cảm đến người nghe. Đó là một cái khuyết điểm. Mà nếu bạn có tham gia nhiều với các thầy đàn và những người có kinh nghiệm thì sẽ giúp cho bạn khắc phục được cái khuyết điểm của mình. Bởi vì cách sắp câu, nhả chữ, luyến lái ngân nga rất là quan trọng để hình thành một cái câu giọng cổ thật hay, để đi vào lòng người nhẹ nhàng hơn và thanh thoát hơn. Hy vọng rằng qua cái cuộc thi này, qua cái phần thi này bạn sẽ rút được nhiều kinh nghiệm cho mình. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi của bạn. Xin được cảm ơn ban cố vấn. Xin mời nhạc sĩ Kiều Tấn, xin mời anh Đức Thắng nán lại sân khấu ạ. Em hỏi thêm một câu này nữa. Tôi thường đi đó đây thì có nghe nhiều người nói mỗi lần mà xuống giọng cổ đó, xuống xè cái là người ta vỗ tay rần rần hết. Không biết rằng hồi nãy bạn ca như vậy có cái chỗ nào xuống xè không vậy? Dạ có. Dạ có. Chỗ nào vậy? Dạ cuối câu giọng cổ. Câu nào? Dạ cứ mà vô giọng cổ mình xuống. Là xuống xè phải không? Dạ. Đây chính ra là có nhiều người ngộ nhận chỗ đó. Thực ra thì cái chỗ mình xuống giọng cổ á, nó gọi là xuống hò chứ không phải xuống xè. Em biết tại sao gọi là xuống hò xuống xè không? Cái đó là chữ đờn á. Chữ đờn nói chung là chữ nhạc. Nếu mà mình hát thì cũng là chữ nhạc thôi ha. Trong nhạc dân tộc chúng ta thì nó có năm cung là hò, sự, sang, xê, cống, và trên của hò bọn bọn tám đó là liếu, đúng không? Thì trong cái thang âm vọng cổ thì nó hò, sự, sang, xê, cống, liếu, liếu, cống, xê, sang, sự, hò. Thì cái chữ hò này là cái âm chủ. Âm chủ thì khi một cái câu xuống vọng cổ, tại sao nó gọi là xuống? Là bởi vì nó đi từ liêu, nó đi xuống tới hò.
liêu công xê sang họ. Ví dụ như cái bài của em hồi nãy á, thì cái câu dẫn nước chưa thành, đúng không? Thì bao giờ nó có ba chữ cuối. Cái chữ cuối, chữ đầu của đó đó, đó là cái chữ nước, là âm sắc hoặc là âm hỏi. Chưa là âm ngang, và chữ thành là âm hò. Liêu công xê sang hò, đó đó là xuống chữ hò, nó gọi là xuống hò, đúng không? Tí nữa tôi sẽ hỏi xuống xề. Trong bài này em hát câu 1 và câu 2. Và câu 1 và câu 2 á, thì câu 1 dứt cống, câu 2 nó lại dứt sang, nó không có xuống xề. Rồi, cảm ơn em. Anh ơi, tại rung quá, thông cảm. Xin cảm ơn bạn cố vấn rất nhiều. Thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng ta cùng hướng về màn hình để theo dõi hình ảnh của người tham gia chương trình thứ 2. Dạ chị ơi, cho tôi gửi tiền thuê đò. À thôi khỏi đi, anh đi có chút xíu mà tiền bạc gì, mời anh ngồi chơi. Dạ cảm ơn chị. Bữa nãy giờ tôi nghe anh hát ngọt quá à. Ủa mà anh cũng mê ca cổ nữa hả? Tôi dân Cà Mau mà chị. À, nói chuyện nãy giờ mà tôi chưa biết tên chị. Tôi tên Thắng. À, tôi là Quỳnh Thu Vân, quê tôi cũng ở Cần Thơ á, mà hiện thì đang sống ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Tôi cũng mê ca cổ lắm đó. Dạ. Yeah. À, chị biết chương trình Giọt Nắng Phù Sa không nè? Dạ biết. À, sắp tới tôi có tham gia chương trình đó. Ôi vậy à, có thể nào anh giới thiệu tôi tham gia chương trình đó được không? Đâu chị ca thử cho tôi nghe một chút nữa nè. À vậy anh nghe thử nha. Có con thuyền trăng xuôi về Phong Điền theo dòng cái răng ba lan. Bên văn hoàng còn dương sợi nắng, chợt nghe tiếng lòng ai trong chớp bể mưa nguồn. Nghe được không nha anh? Không được. Sao vậy? Mà là quá được. Anh làm em hết hồn. Vậy là sắp tới tôi gặp đối thủ nặng ký rồi. À, một cuộc trò chuyện giữa hai thí sinh ngày hôm nay tham gia Giọt Nắng Phù Sa rất là dễ thương, và ai cũng có một giọng hát hết sức ngọt ngào, và đặc biệt là thí sinh thứ hai này thì có một cái vẻ mộc mạc và duyên dáng. Chúng ta cùng cổ vũ cho Huỳnh Thị Thu Vân với hai câu vọng cổ trong bài Trăng Nước Cần Thơ của tác giả Nhâm Hùng. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Đứng cô nhân về
rực sáng quê ta. Bình thủy long tuyền in dấu tết cụ thủ hoa, mái đình rượu phong nhớ tiền hiền đi mở đất. Ta đã dệt nên một Cần Thơ hoa đông, từ ánh trăng trong từ con nước dân đầy. Lên đàn đã xa dần cùng quan cung hương, sông mô môn vẫn rạc rào nhớ người nhạc sĩ tại hoa thuở trước. Xưa mẹ ru con lớn lên đi cứu nước, nay nghĩa lớn cuộc đời con vẫn mang nặng đôi vai. Bóng người xưa như đại thụ vẫn còn đây, một màu xanh ngàn đời bóng mơ. Để trăng Cần Thơ cho thơ cho nhạc, và sông nước Cần Thơ cho bóng trái Sài Gòn. Em đùa với anh bình minh, anh đi đón gió mùa xuân trong lành. Lan dần cửu long rồng bay cùng nhịp non sông dâng bờ. Cảm ơn Quỳnh Thu Vân. Thưa quý vị các bạn, Quỳnh Thu Vân có chia sẻ với chúng tôi rằng là nhà của cổ có 7 người, gồm có ba má và có 5 anh chị em. Và tất cả đều mê cải lương. Và ngày hôm nay cổ đến với là Giọt Nắng Phù Sa, là cổ giống như đại diện của gia đình để đi thi. Và 6 người ở bên trong sẽ hỗ trợ cho cổ rất là nhiều. Và qua phần thi vừa rồi thì Thu Vân thấy làm sao? Phần thi của bạn sao? Bạn tự cảm nhận sao? Dạ, em thấy là em rất là hạnh phúc khi được tham gia vào chương trình Giọt Nắng Phù Sa. Đặc biệt là em hát cái bài hát nói về quê hương của em. Mà em thì hiện tại thì là đang xa xứ, là đang sống ở Đồng Nai. Nhưng mà nỗi lòng của đứa con xa xứ vẫn nhớ quê hương mình rất là da diết. Em luôn nhớ câu hát rằng: em đi em nhớ quê nhà, nhớ canh rau đắng, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dạy nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Và lời bài hát cũng là lời tâm sự gửi gắm của Thu Vân về với quê hương, về với tỉnh Cần Thơ của mình ạ. Rồi, cảm ơn Thu Vân rất nhiều. Giọng nói còn khá là run run, đầy hồi hộp và đầy cảm xúc trong đó. Nên có sữa ca dao chút xíu là canh rau muống mà thành canh rau đắng cũng hay ghê á. Vâng ạ, và xin mời bạn cố vấn. Xin chúc mừng nghệ sĩ tương lai của sân khấu Thu Vân. Hôm nay anh rất là vui được nhận xét về em ban đầu. Có đôi lời góp ý thôi. Nhưng mà em có cảm thấy là sau khi thi thì anh Giao cảm thấy em còn run quá vậy? Hả? Có run không? Dạ run á. Hồi đó giờ có thi đâu chưa? Dạ cũng có rồi mà vô được vòng đầu. Vậy hả? Bây giờ là vô là vòng trong mừng quá, run quá phải không? Dạ run quá. Rồi ở tỉnh Đồng Nai, rồi ở quận, huyện, xã rồi có mời thi tham gia chương trình văn nghệ đồ thường không? Dạ cũng có. Vậy có đậu giải gì không? Dạ cũng có nhiều bằng khen lắm ạ. Vậy hả? Trời ơi, vậy mà vô đây sao còn run dữ vậy? Anh cảm giác là cái làn hơi của em rất hay. Nhưng mà cảm giác có một điều làm như là có một cái gì nó gịch lại đó. Em chưa có tải hết. Em chưa có bung ra hết, giống như là sở trường của em anh chưa thấy. Chính vì đó anh tiếc cho em. Hy vọng rằng là những cái buổi thi sắp tới hay là những cái chương trình gì đó, nếu có dịp anh sẽ mời em đi hát chung với anh, từ từ em sẽ dạng thôi. Ha, được không? Hát chung với Tấn Giao của bộ rung hơn nha. Và đó là một lời hứa của nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao dành cho Thu Vân, và Thu Vân sẽ về Đồng chờ đợi chờ đợi ạ. Về Đồng Nai mới hát chung nha, chứ chỗ khác xa quá sợ em đi không được á. Dạ cũng được, em dạ, em đợi. Rồi một lần nữa xin chúc mừng em. Dạ. Xin cảm ơn. Xin mời nhạc sĩ Kiều Tấn ạ. Em nãy giờ nghe em giới thiệu là người Cần Thơ. Cần Thơ thì nổi tiếng gạo trắng nước trong, đúng không? Dạ đúng. Trong bài thì anh nghe có một cái câu em hát, câu 6 đó. Tiếng nhạc linh đàn đã xa dần cung quán cung thương, sông ô môn vẫn rạc rào nhớ người nhạc sĩ tài hoa thuở trước. Theo em thì cái người nhạc sĩ tài hoa này là ai?
Dạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của nhạc sĩ Kiều Tấn dành cho Thu Vân. Và Thu Vân cũng xin được phép trả lời nhạc sĩ Tài Hoa trong cái bài Trăng Nước Cần Thơ của soạn giả Nhâm Hùng sáng tác, đó là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ạ. À, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, đúng rồi. Nhạc sĩ Lưu Phước nổi tiếng với nhiều cái bài hát, rồi tiếng gọi sinh viên giải phóng miền Nam lên đàn nữa kìa. Ha. Có cái công viên Lưu Hữu Phước đó, đúng rồi. Tức là em hiểu được cái nội dung bài ca thì em hát truyền tải nó mới tốt được. Thì vừa rồi đã anh thấy là em hát có giống như anh Tấn Giao nhận xét, tức là hơi bị khớp, rung, cảm động. Còn cái người mà tặng hoa của em hồi nãy có phải là người yêu không? Dạ không, dạ là trợ lý của em ạ. Trời ơi, ghê chưa? Chuẩn bị. Dạ, xin cảm ơn ban cố vấn ạ. Xin chúc mừng Thu Vân đã thể hiện xong phần thử làm nghệ sĩ với đầy đủ những cái tình cảm của một người con rất Cần Thơ. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người tham gia chương trình thứ ba qua đoạn phim ngắn sau. Mình đừng tưởng anh đi sớm về khuya là anh có mèo có mờ. Đâu bằng vợ anh là duyên là nợ. Đã hết cái đẹp tuổi xuân xanh, giờ đến cái đẹp tuổi xuân già. Lên uống với anh em tụi tôi chung vui miếng anh Tuấn ơi. Thôi được rồi, mọi người cứ vui vẻ đi nha. Tại tôi giữ giọng bạn ơi. Giữ giọng? Trời ơi, nay còn mày đặt giữ giọng nữa. Giữ giọng để làm gì vậy anh Tuấn? Tôi giữ giọng để đi thi giọt nắng phù sa đó bạn. À vậy hả? Vậy thôi chúc anh lên đó thì đạt kết quả tốt, thành công tốt đẹp nha. Rồi rồi, rồi cảm ơn anh em. Anh em cứ chơi vui vẻ đi, tôi còn coi quán nữa. Mình cứ tưởng anh đi sớm về khuya là anh có mèo có mờ. Đúng rồi, cũng tặng. Chúng ta em đó ơi. Có liền. Để anh kính rồi. Thôi của em tiền giờ tiền nước luôn à, tính hết là 30 của em. Thôi quên bóp nhà đủ rồi. Thôi không có được. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp một chủ quán nhậu và quán pizza tên là Trần Châu Tuấn với phương châm kinh doanh là miễn thiếu. Dạ. Kinh doanh thì rất là rạch ròi nhưng mà ảnh vô cùng là nghệ sĩ. Ảnh mong muốn rằng là sẽ quay trở lại thời gian để trở thành một người nghệ sĩ thực thụ đứng trên sân khấu. Nhưng mà Mạnh Cường nói rằng đâu cần phải quay lại thời gian chi. Bây giờ anh cứ tới giọt nắng phù sa là anh sẽ trở thành nghệ sĩ ngay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mời anh ra sân khấu với bài ca Rẽ Mạ Đầu Mùa giọng cổ Thanh Hiền. Và một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Trần Châu Tuấn. Tìm sao đưa câu hò qua sông. Câu hò qua sông mênh mang trên đồng dương dân trong lòng. Mình lại về quê hương nhớ thương. Mùa gối mùa xanh hương lúa thơm. Rẽ mà vàng tây nhiên.
trời nghiêng xế nắng chiều rực rỡ, chị em ơi vàng lối nửa qua bờ. Trời nghiêng xế nắng chiều rực rỡ, chị em ơi mình vàng lối nửa qua bờ. Tiếng hát thì thầm hương đất nghe ấm lòng, sáng cả một tương lai. Chị em ơi mà đã rời tay, hãy lên bờ mà ngắm nhìn cánh đồng xa xanh thẳm. Nhìn ruộng lúa, nhìn lên thôn xóm, hướng tượng lại ta đã hiểu thêm mình. Đất thanh bình mà xanh em cây, một hạt mầm là bé tình thương. Hòa lên ấm đất quê hương, cho mầm mở cánh mà non đầu. Anh Trần Châu Tuấn vừa hoàn thành hai câu vọng cổ của mình. Và bây giờ xin mời anh cùng lắng nghe những ý kiến nhận xét từ phía ban cố vấn. Xin mời ban cố vấn. Chào anh Châu Tuấn. Anh hát vừa rồi thì cũng là rất là dân phương, thì giọng hát thì cũng trung bình tốt. Nói chung là anh hoàn thành được cái bài hát này. Rồi nãy tôi có hỏi cái chị, cái cô, cái anh đầu tiên đó, biết anh tên gì, quên, anh Đức Thắng. Thì theo anh thì vừa rồi anh hát thì có cái chỗ nào xuống xè không? Dạ thưa anh, trước khi trả lời câu hỏi của anh thì em cũng trước hết thì em cũng rất là cảm ơn chương trình Giọt Nắng Phù Sa đã tạo điều kiện cho em đến đài truyền hình, em rất là biết ơn ạ. Dạ thì vừa rồi em hát bài vọng cổ của soạn giả Thanh Hiền. Tức là đầu vào câu thì em vô là lý sáu, tức là câu 5 nó có cái xề, dưới câu 5 có cái xề anh ạ. Rồi câu 6 thì dứt cái hò theo cung đàn. Như vậy là anh hát câu 5 và câu 6 vừa rồi. Thì trong cái câu 6 như vậy theo anh thì có cái chữ nào xuống xề không? Dạ thì theo em thì trong lòng câu thì bị mình thường thường thì theo đờn ca tài tử em cũng tham gia thì thường thường những chữ đờn mà trong lòng câu để cho rành hơn thì những người đờn ta rành hơn. Thì em biết nói về bài vọng cổ em đang hát giờ là nhịp 3-2. Tức là thì thường thường thì em biết ví dụ như câu 1 á, dứt câu 1 vô vọng cổ xuống cái hò đầu gọi là cái hò. Rồi tiếp tục gọi là cái đầu câu 1 và câu 2 thì hò nhất hò nhì, câu số 1 câu số 2. Đó là dứt câu 2 nó có cái sang, dứt câu 3 có cái hò, dứt câu 4 có cái hò, dứt câu 5 có cái xề 5, dứt câu 6 dứt hò. Mà có cái tùy theo thoảng giả. Dạ câu 6 dứt hò, câu 6 là dứt hò dứt bài hết luôn đó. Câu 5 là xề đúng rồi. Câu hỏi của tôi là cái câu số 6 theo anh này có xuống xề không? Dạ không, câu số 6 là không có xề anh ạ. Câu 6 này có dứt hò thôi. Rồi ok. Như vậy là cái hồi nãy chúng ta đã giải quyết được cái chữ, cái từ thuật ngữ gọi là xuống hò. Xuống hò thì bây giờ ta vỡ lẽ ra là xuống hò là ngay vọng cổ người ta vỗ tay. Vì là nó hay dở là cái chỗ cái câu xuống vọng cổ đó, câu vào vọng cổ đó. Nhưng mà trong vọng cổ chúng ta thường bây giờ là hát câu 1, câu 2 và câu 5, câu 6. Vừa rồi là anh hát câu 5, câu 6. Thì cái câu 5 thì người ta dứt cái chữ xề, thì chỗ đó là xuống xề. Hồi nãy chúng ta thấy là liêu công xê sang hò thì bây giờ là xê liêu xê liêu công xê đó, từ xê ta đổ xuống xê thì câu năm ta dứt chiều nãy anh hát là lối nữa qua bờ xê sang xê liêu công xê. Nếu mà phân tích chữ ra thì cái câu mà xuống xê là dứt câu năm. Nhưng mà ở câu 6 nó cũng có cái nhịp 24 là xuống xề.
Ví dụ như hồi nãy anh hát là hiểu thêm mình, đó là cũng là xề đó. Anh nó xin lỗi em quên đó, em nói cái em không nhớ cái đồng đó. Là em bốn, dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Xin được cảm ơn ban cố vấn rất nhiều. Chúc mừng anh Châu Tuấn ha. Vâng, dạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn tất phần 1 được mang tên Thử làm nghệ sĩ qua phần tham gia của ba người tham gia chương trình. Và bây giờ trong khi chờ đợi ban cố vấn chọn ra một thí sinh có phần thể hiện tốt nhất ở phần này để trao giải thưởng, thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với một ca khúc được mang tên Bóng chiều quê, nhạc Hàng Châu, lời Vịnh Đại Sơn, qua phần biểu diễn của ca sĩ Hành Nguyên cùng phần minh họa của nhóm múa Phương Việt. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.
sĩ Hạnh Nguyên cùng với nhóm múa Phương Việt. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón ra sân khấu cả ba người tham gia chương trình. Xin mời anh Nguyễn Đức Thắng, chị Huỳnh Thị Thu Dân và anh Trần Châu Tuấn. Dạ, và bây giờ thì xin mời ban cố vấn sẽ chọn ra người có phần thử làm nghệ sĩ hay nhất để trao một phần quà vô cùng đặc biệt của chương trình. Chúng tôi đã trao đổi với nhau và quyết định chọn anh Trần Châu Tuấn, người thể hiện bài giọng cổ của soạn giả Thanh Hiền, Rẽ Mạ Đầu Mùa, một cách rất là mộc mạc, tự tin. Và anh đã thể hiện được những cái phần trả lời, đối đáp với nhạc sĩ Kiều Tấn để nói rõ hơn về những thuật ngữ cũng như cách chúng ta hiểu rõ hơn về xuống hò, xuống xề, cái sự lẫn lộn của nhiều người khi nói đến đơn ca tài tử, nói đến bài giọng cổ. Và xin chúc mừng anh, một cái người có thể nói rằng đã có được rất nhiều cái kiến thức khi đến với sân chơi này so với các bạn trẻ. Và đó là điều mà chúng tôi mong muốn nhất qua 4 năm mà Giọt Nắng Phù Sa đã tồn tại trên sóng và đã được khán giả chú ý cũng như theo dõi, để chúng ta hiểu hơn, nhất là giới trẻ hiểu hơn, những bạn trẻ hiểu hơn về đơn ca tài tử, về những thuật ngữ của những bài bản cải lương của câu giọng cổ. Xin chúc mừng anh. Xin cảm ơn nhà báo đạo diễn Thanh Hiền và xin chúc mừng anh Trần Châu Tuấn. Bây giờ sẽ một phần quà dành cho anh. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với ba người tham gia chương trình bước vào vòng Ai Biết Hơn Ai. Sẽ có 3 câu hỏi dành cho các anh chị trong vòng 2 này. Và hãy lưu ý rằng sau khi chúng tôi đọc xong câu hỏi và kết thúc bằng chữ hết thì các anh chị mới được bấm chuông trả lời. Còn nếu như mà bấm chuông trước chữ hết thì sẽ bị phạm quy. Bây giờ thì các anh chị thử chuông đi. Anh Đức Thắng được rồi nè. Chị Thu Vân, bấm chuông và giữ. Rồi, anh Châu Tuấn, giữ, bấm chuông, giữ. À, đó, thấy không? Rồi, bây giờ khỏi bấm cũng rung luôn. Rồi, giờ, chuông tốt ha. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Ai Biết Hơn Ai. Câu hỏi thứ nhất như sau. Nghệ sĩ ưu tú Tấn Dao hiện là diễn viên của đoàn cải lương nào? Đoàn 1 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đoàn 2 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, hay là đoàn cải lương Thắp Sáng Niềm Tin? Hết. Chị Thu Dân, vậy giờ sao? Chị Vân bấm trước phải không ạ? À, anh Đức Thắng bấm trước. Ồ, anh Châu Tuấn bấm trước. Anh Tuấn đèn đỏ. Rồi, rồi. Anh ơi, anh nhớ anh bấm xong là anh để lâu một chút. Anh không cho nói cái này, nhiều khi kẹt hay bấm khi nó bị. Nãy bấm nó, có khi mấy con cái nó nãy mình có thử chuông mà. Mà nó ngẹt ngẹt sao á. Vậy hả anh? Thôi bây giờ anh trả lời đi. Quý vị khán giả làm chứng nói là anh bấm trước. Xin mời anh. Vừa rồi cho xin trả lời là anh Tấn Dao đang hát, không biết mình có lầm lẫn không ạ? Chứ anh đang hát đoàn Trần Hữu Trang ạ. Dạ đúng là đoàn Trần Hữu Trang, nhưng mà Trần có hỏi là đoàn 1 hay đoàn 2 hay là đoàn Thắp Sáng Niềm Tin. Trả lời nhanh nha. 5 4. Dạ anh ở đoàn 1 ạ, Trần Hữu Trang. 2. Dạ rồi. Xin mời chị Thu Dân đi. Dạ dạ ở đoàn 2 ạ. Đoàn 2. Đoàn 2 là đáp án chính xác. Dạ thưa, đoàn 2 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang là đáp án chính xác. Ngoài vai trò là diễn viên chính thì nghệ sĩ ưu tú Tấn Dao còn tham gia quản lý trong vai trò là phó đoàn nữa. Dạ. Tiếp theo là câu 2. Câu hỏi thứ 2. Trong những vở cải lương sau đây của chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng, vở cải lương nào không có nghệ sĩ Như Huỳnh tham gia? Nhớ là không có nha. Hết. Gồm có những vở cải lương là Tâm Sự Loài Chim Biển, Người Tình Trên Chiến Trận, Khi Rừng Mới Sang Thu, Trà Hoa Nữ. Có gợi ý. Chưa bấm chữ hết. Tại rồi. Vì hồi nãy không biết có gợi ý, bây giờ có gợi ý. Ý rồi, hết. Rồi anh Đức Thắng. Dạ đó là tuần cái lương là Khi Rừng Mới Sang Thu. Vậy thì anh có nhớ là Khi Rừng Mới Sang Thu là ai đóng vai nữ chúa
của hình như là Hồ Ngọc Trinh. Câu trả lời hoàn toàn chính xác luôn. Chúc mừng anh Đức Thắng. Câu thứ 3. Mời bạn nghe đoạn ca trích sau đây và cho biết đó là những bài bản gì. Xin mời phòng máy và lưu ý là nghe hết bài như nhé. Thế nào? Ta tuy không sang giàu thì nên đang sống thanh cao, đừng giống ai tham vọng. Lời thì phân năm nào con quên rồi thì sao? Là tại làm sao? Tía ơi xin đừng nói. Dạ xong rồi đó. Hết. Có hai bài bản nha. Xin mời các anh chị. Rồi, chị Thu Vân. Dạ bài đầu là bài Lý Chim Xanh ạ. Dạ rồi, bài thứ hai. Có bài thứ hai. Bài thứ hai. Không nhớ. Rồi. Anh Đức Thắng biết không? Dạ không. Anh Châu Tuấn. Dạ cô không biết luôn. Dạ. Chị Vân chị nói là Lý Chim Xanh. Nhưng mà cũng Lý Chim mà Chim Nguyên. Cái bản đầu tiên và bản thứ hai là Tam Pháp Nhập Môn. Vậy thì qua phần ai biết hơn ai vừa rồi thì chỉ có mình anh Đức Thắng là có được một điểm thôi đúng không? Anh Đức Thắng và chị Dân, mỗi người là được một điểm. Bây giờ thì ban cố vấn sẽ chọn ai để có phần quà trong phần này ạ? Năng giải ha, hay có thêm câu hỏi phụ không? Câu hỏi phụ xin mời nhạc sĩ Kiều Tấn. Dạ xin mời bạn cố vấn. Có một câu hỏi phụ dành cho hai anh chị, nếu trả lời đúng thì chúng ta sẽ chọn ra người chiến thắng trong cuộc thi này. Tôi muốn hỏi cả hai biết được những vở tuồng nào và những bài giọng cổ tiêu biểu nào của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Rồi mời anh Đức Thắng. Em sẽ được trả lời ạ. Cái bài giọng cổ mà những bài giọng cổ mà nổi tiếng của nghệ sĩ Diễn Châu đó là bài Võ Đông Sơn, rồi bài Tình Anh Bán Chiếu, rồi những tuồng cải lương tiêu biểu đó như là em nhớ không làm là bài Đời Của Lũ phải không? Dạ, Đời Của Lũ của Trần Hữu Trang. Chị Thu Vân có biết không? Những vở cải lương nào kịch bản nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu? Dạ em biết bài ca cổ và Lá Trầu Xanh với bài ca cổ Lan Và Đẹp. Bài những bài giọng cổ của ông thì rất nhiều. Xin mời anh Đức Thắng. Bài Anh Đi Xe Khách Quê Nhà. Anh Đi Xe Khách Quê Nghèo. Tôi muốn hỏi về những kịch bản cải lương. Bởi vì gia tài mà ông để lại cho sân khấu miền Nam của chúng ta hơn 2.000 bài giọng cổ và 70 kịch bản, 70 tác phẩm lận. Không lẽ các bạn không nhớ một cái tác phẩm tiêu biểu nào của ông Diễn Châu sao? Có phải là vở Tô Ánh Nguyệt không ạ? Tô Ánh Nguyệt là càng không phải, đó là của tác giả Trần Hữu Trang. Khán giả nhắc kìa. Xin mời ban cố vấn ạ. Rất tiếc là cả hai biết được một số bài tiêu biểu của soạn giả Viễn Châu. Nhưng những kịch bản mà các bạn đã từng xem và đã từng yêu thích mà không nhớ tên của tác giả thì đó là một cái thiệt thòi rất lớn. Tôi xin nhắc những tác phẩm tiêu biểu của ông như là Tình Mẫu Tử, Hoa Mộc Lan, Vụ Án Quỳnh Thổ Can. Đó là những tác phẩm rất là tiêu biểu mà ông đã từng viết. Và rất nhiều đoàn hát đã từng dàn dựng của ông để có thể đem lại doanh thu cũng như là tiếng vang về chất lượng nghệ thuật. Rất tiếc là cả hai đã có thể trả lời được những bài bản, những bài giọng cổ thôi chứ không nói được những cái tác phẩm tiêu biểu của ông. Cho nên chúng tôi quyết định chọn là mỗi người sẽ được nửa điểm. Dạ rồi, cảm ơn ban cố vấn.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bứt phá. Thưa quý vị, ở trong phần bứt phá này thì cả ba người tham gia chương trình sẽ nghe 4 bài bản. Thưa quý vị, và khi mà chúng tôi trò chuyện với là những người tham gia chương trình thì biết được rằng là cả ba người tham gia chương trình của chúng ta là đều rất là sợ cái phần bứt phá này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử coi là họ vượt qua nỗi sợ hãi này như thế nào. Bài bản thứ nhất ạ. Xin mời anh Châu Tuấn. Dạ, đó là có phải là bài Lý Tình Tang không ạ? Rồi, chị Thu Dân. Dạ, nghe rồi. Trả lời. Dạ, chuông nó bị kẹt vậy. Dạ, có phải là bài Lý Con Khỉ không ạ? Chính xác, đầu tiên cho chị Thu Dân. Rồi, bài thứ hai. Anh Đức Thắng. Chị Thu Dân. Dạ, là bài Lý Phước Châu ạ. Chúc mừng chị Thu Dân tiếp được 2 điểm. Bài thứ 3. Rồi, mời anh Đức Thắng ạ. Bài Sang Xì Liếu ạ. Chúc mừng anh Đức Thắng. Rồi, bài cuối cùng. À, xin mời anh Châu Tuấn. Dạ, có phải bài Mẫu Đơn không? Dạ, vậy là coi như là sau 4 bản đơn thì chị Thu Dân và anh Đức Thắng đã được vào vòng tỏa sáng của nghệ sĩ. Chúc mừng hai anh chị. Thưa quý vị, trong mỗi chương trình thì người tham gia chương trình sẽ nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ từ ban tổ chức, và người có số lần chiến thắng nhiều nhất trong chương trình sẽ nhận được món quà đặc biệt. Đó chính là món quà của nhà báo Thanh Hiệp và nghệ sĩ khách mời. Xin được mời hai nghệ sĩ khách mời chúng ta cùng lên sân khấu. Dạ, và bây giờ thì xin được mời hai nghệ sĩ khách mời sẽ trao phần quà cho anh Đức Thắng. Thưa quý vị, và có một điểm rất là đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay là ba người tham gia chương trình của chúng ta đều tuổi Tý hết nha quý vị. Hai người là anh Đức Thắng và chị Thu Vân là đều sinh năm 84 và là Giáp Tý, còn anh Châu Tấn thì sinh năm là 72 là Nhâm Tý. Rồi, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin chúc mừng anh Đức Thắng. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tỏa sáng của nghệ sĩ đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì giây phút chờ đợi đã đến. Chúng ta sẽ cùng tham gia xem hai nghệ sĩ. Đầu tiên sẽ là nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao và sau đó là nghệ sĩ Như Huỳnh. Nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao sẽ cùng song ca với chị Thu Vân qua bài ca cổ được mang tên Duyên Quê của tác giả Mai Thanh Phượng. Mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để hỗ trợ tinh thần cho Thu Vân và nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao. Trời ơi, ai vậy? Anh Thanh. Hả? Anh đang ngó mông gì đó? Trời ơi, em làm anh hết hồn. Anh đang nhìn đồng lúa sớm đông bông là đà lá ngọn, mà lòng thì lân lân một niềm vui phơi phới. Chợt kê anh nghe bước chân của Thu Dân đi nhẹ nhẹ, khi quay lại thì quả đó là em Hồng. Ơi sáng em đi đâu một tay thì sắp chiếc lồng tre, còn tay kia em sắp gió đau dừa. Em đi kiếm anh để nói anh nghe một chuyện sau khi mới vừa ra thăm ruộng. Thăm ruộng sao nói nghe thôi. Một cô gái quê kiểu mẫu, anh khen tặng quá
Mới sáng em đi đâu mà ta xách chiếc lồng tre sơn xanh sơn đỏ. Đôi má em hay hay nhánh mặt trời lên sau mái nhà tranh nhỏ nhỏ đông sương mờ. Anh ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này. Chuyện gì chị em? Con sao em vui mới vừa tập nói em dại dở lòng ba tiếng chi hồng ơi. Nhìn em rạng ngời với nụ cười tươi, đang nhìn anh với đôi mắt sáng. Lòng mình sao xuyên một niềm vui, như muốn trang hòa một mùi hương lúa chín. Lúa của anh chín thì lúa của em cũng trổ đồng đồng rồi à, chứ bộ à. Sao nói anh nghe coi. Rồi sao nữa? Anh nhìn kìa. Đầu em chỉ anh coi. Gió cỏ hơi sớm sương bay trong gió bồng lúa đơn la la trên đồng. Sông lúa đưa hương hay tóc của người thương thơm ngát trên đồng. Tặng cho anh con chim sáo nhỏ mà em đã nuôi nó từ giáo cuối mùa thu. Rồi sao nữa? Mỗi khi đi ruộng về, anh đứng trước lồng chim, nhìn con sáo nhỏ đang rỉa lông tập nôi. Mỗi khi nhớ tới em, anh hãy nghe anh nói nôi và bắt chước giọng người với ba tiếng gì hồng ơi. Hú hồn hú chi, em làm anh hồi hộp quá. Nhưng mà anh nói em nghe nè, nếu mà con sáo nó gọi chị Hồng ơi á thì phải rồi, thì tại sao em không tập cho nó nói rằng ba tiếng thanh thanh hơi. Em tập nó nói rằng ba tiếng chị Hồng ơi, để nó mỗi ngày. Phải không đó nha? Phải nhớ tới Hồng chứ đừng nhớ tới ai. Cô sáu, cô mười, cô huệ hay là cô mai. Em quá thật là cô gái quê máu mình. Em thật đúng là gái giỏi gái siêng năng. Hết thảy bà con nghe cô bác xa gần, ai ai cũng đều ngợi. Anh có mình em là cũng đủ lắm mà rồi, chớ anh còn biết nhớ tới ai. Anh Hanh ơi, mới hồi khuya hôm qua, khi em vừa cho tầm ăn xong, thì má kêu lên nhà trên, má hỏi. Má kêu lên nhà trên, má hỏi gì mà sao em buồn dữ vậy em? Má hỏi vậy chứ, cái sao? Thằng Thanh, con của anh Năm Ngữ á, mày có ưng nó hay không thì trả lời ngay để tao trả lời với anh. Rồi sao nữa? Để anh nhờ mai mối lo việc hôn nhân cho hai đứa được vuông tròn. Em đứng hồi lâu rồi các em nói. Em nói thì sao? Dạ con bằng lòng. Đúng rồi, bằng lòng là phải rồi đó. Ủa nhưng mà má mà má của ai vậy em? Thì má em mà cũng là má của anh chứ bộ à. Má nói Hồng mà, con ráng lo ruộng rẫy sống xuôi đằng còn lo mua sắm. Em
làm anh hồi hộp hoài à. Phải rồi, ra duyên này á, cha mẹ hai nhà đã hứa là cho hai đứa mình làm đám cưới. Để coi tới bữa đó ha, anh sẽ nhờ chú Tư Thình đứng ra làm chủ hôn bên đàn trai đó nha. Còn em thì có cậu Tư Mẹo làm chủ hôn bên gái. Ê trời ơi, nhưng mà không được em ơi. Sao vậy anh? Má em thì ăn ở theo xưa, bắt anh thấy mặc áo dài nè, rồi đổi khước cá kho. Trời Phật ơi, coi nó kỳ cục sao đâu em à. Có gì đâu mà kỳ. Em nói anh nghe nè, muốn cưới vợ thì phải chịu cực, chịu khổ. Bực mình chút đỉnh thì có ăn nhầm gì đâu nè. Yêu nhau chẳng ngại gian lao, huống chi những chuyện nhỏ nhen tầm thường. Đó rồi mỗi sáng tình sương, hãy đứng ra ruộng cuốn nắng cuốn dòng. Hay hai ta nên vợ nên chồng, con sáu trong lòng cũng gọi. Rồi. Nằm xuống đó đi anh. Khỏi đi anh. Nước cho tôi chén nước. Kìa ông, ông đã tỉnh. Đây là đâu? Ê, ông coi chừng động vết thương. Sao nàng không để cho ta được chứ? Cổ Thạch Xuyên, ông, ông vô tình lắm. Thiên Kiều, Thiên Kiều ơi, ta đã dâng trọn đời mình cho quê hương chung tộc, thì làm sao có thể sống trọn niềm vui để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân. Từ tay ta cắt lìa đoạn tơ tâm sự cho dùng giờ tan tành. Hoàn cảnh hôm nay ta còn biết nói làm sao nữa. Xin nàng hãy xem ta như kẻ lạ người xa. Nếu mai này mình gặp nhau trên chiến trận, kẻ mất người còn rồi biết sẽ ra sao. Người còn lại sẽ cúi đầu buồn bã, nhúc mặt người tình trên chiến trận chiều hôm ấy. Trời ơi, chúng ta sinh ra là những người vô tội, tại sao chiến tranh lại giết chết mộng yêu đương? Cụ Thạch Xuyên, tôi muốn nghe ông nói một lời rằng ông đã yêu tôi và yêu tôi mãi mãi. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói yêu em vạn lần đi nữa, cũng chỉ là chút nắng hờn cơn gió thoảng trên đỉnh núi mờ sương. Rồi ngàn mây lớp lớp sẽ văng văng, cơn nắng nhỏ ngủ bình yên không trở dậy. Như tình của đôi ta bừng lên trong thoáng chốc, rồi lạnh lùng khép kín thiên thu. Thiên Kiều ơi, dù mai đây chiến tranh có tàn, dù ta có nói yêu em thì em cũng trở về với quê hương Mông Cổ để ta lại bâng khuâng nhìn ta theo bước bóng cửa hồng. Cổ Thạch Xuyên, ngày trước tôi đâu ngờ rằng tôi sẽ khổ. Buồn bã lắm phải không? Phải. Và bây giờ em đã khóc. Buồn bã chi, làm sao với nhớ thương lệ buồn.
chi hỡi ai, tình ta như nước trôi qua cầu. Đời sắc xe buồn, thôi đành xa cách thiên thu từ đây. Nửa chén máu quả thuốc hồi quân lực, dòng máu thiên kiều đã luân lưu trong huyết quản của Thạch Xuyên. Tình của đôi ta cuối cùng rồi vĩnh biệt, giọt máu này ta xin trả lại cho ai? Quý vị, trích đoạn Người tình trên chiến trận của tác giả Mộc Linh và Nguyên Thảo qua phần biểu diễn của Như Huỳnh và Đức Thắng đã khép lại chương trình Giọt Nắng Phù Sa ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Giọt Nắng Phù Sa kỳ sau vào 20:30 trên kênh HTV9 ngày 8 tháng 5 năm 2014. Thân ái, chào tạm biệt.